Bồ Tát Địa Tạng và Pháp Sư Đạo An, Hành Ngọc. Đại khái là từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, tôi và Địa Tạng Bồ Tát có sự kết duyên không hiểu được. Đời nay mới có nhân duyên thù thắng. Còn thứ của tôi rất muốn sang Mỹ du học. Điều này giống như ở trong sa mạc mà tìm nước, thật là rất gian khổ. Mỗi năm đến thời kỳ thi cử để đi du học, tôi không muốn con mình tham dự. Thứ nhất là tôi không có kinh tế sung túc để chu cấp cho con xuất ngoại du học. Thứ hai là thấy mỗi khi thi cử, con tôi bỏ ăn bỏ ngủ khiến tôi luôn bất an. Vả lại hiện tại nó đang phục vụ tại công ty hàng không Trung Quốc. Ai nghe nói cũng khen là có công tác tốt. Nói ra thì do Bồ Tát gia hộ. Hạn kỳ phục dịch của con tôi chưa mãn thì phải thi lên hạng công tác. Sau khi mãn dịch 2 ngày thì phải lên lớp. Bồ Tát thì không có tích chứa, còn tôi tánh nóng, không có công tác thì không làm. Điều đó có thể giúp đỡ cảnh khổ của tôi, khiến cho mọi việc của tôi được như nguyện, là do có sự tôn sùng bậc cao cả Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Năm nay con tôi tham dự cuộc thi đi du học, tôi cũng chẳng quan tâm chút nào. Tôi nghĩ tùy theo sự an bài của Bồ Tát thôi. Con tôi công tác bận rộn, lại phải chuẩn bị dự thi du học, lại mong được Mỹ Quốc thưởng phiếu chứng minh học bổng. Phiếu chứng minh học bổng rất đẹp. Còn tôi trong thời kỳ phục dịch có quen biết một người bạn họ Tạ, không ưa công tác ấy. Con tôi giới thiệu vào làm ở công ty hàng không Trung Hoa. Hai người tình như anh em, không có lời qua tiếng lại. Anh Tạ có một người bạn gái để tính chuyện kết hôn. Không ngờ cô ấy đi Mỹ rồi kết hôn với người khác. Anh Tạ vì thế uất ức không vui. Con tôi nhiệt tình với bạn, dùng mọi phương pháp để an ủi anh Tạ. Học với tôi được một ít Phật Pháp mới đem khuyên giải anh Tạ, cuối cùng cũng an ủi được. Sự việc trải qua đã 2 năm, không ngờ người bạn gái kia khó chịu trong tâm, gửi cho anh Tạ một phiếu học bổng ở Mỹ Quốc. Còn tôi hỏi anh ta trường ở Mỹ Quốc giáo thọ là ai, anh Tạ đều nói rõ ràng. Còn tôi mạo muội viết một lá thư bằng tiếng Anh gửi đến Đại học Mỹ Quốc, chẳng biết mặt mũi vị giáo thọ người Mỹ thế nào được đồng ý 100%, lại thưởng cho tôi lá thư bằng tiếng Anh rất hay kia, một phiếu chứng minh học bổng gửi đến rất nhanh. Thật khó nói, đó không phải là kỳ tích ư? Một buổi tối trước ngày thi, tôi đem đến cho con tôi một chén nước, mà khi gặp Đạo An Thượng Nhân, tôi đã thỉnh Ngài chúc nguyện. Ngài đáp ứng và vô cùng cao hứng. Tôi nghĩ nhất định phải nắm chắc trong tay, vì Ngài rất ít giảng thuyết. Có khi hỏi không đúng vấn đề, Ngài cũng không lên tiếng. Tôi rất e ngại thái độ nghiêm túc và đạo đức của Ngài. Chính những người thân cận Ngài, không có người nào không nói đến từ bi và ngay thẳng của Ngài. Sáng hôm dự thi, con tôi đảnh lễ Phật trước khi đi. Tôi chẳng biết con mình niệm cái gì, chỉ biết nó thành tâm uống chén nước, gia trì của Đạo An Thượng Nhân. Tôi cười và đem hai tượng của Địa Tạng Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát để vào trong túi áo trên của nó và nói: hôm nay Bồ Tát sẽ trợ giúp cho con thi cử được thành công. Sau 5 giờ chiều, tuy mệt mỏi, gương mặt nó vẫn rạng rỡ cười tươi, thu xếp hành lý trở về Cao Hùng để đến trường. Người bảo mẫu hàng xóm đến thăm khen tôi có một đứa con giỏi. Tôi thật không dám tiếp nhận lời chúc ấy, e rằng con mình sẽ thất vọng. Tôi chỉ đem mình kỹ thác vào thánh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát. Ngày 14 tháng 7, con tôi đột nhiên về nhà. Má, con đậu rồi. Đem tờ giấy báo điểm cho tôi xem. Đứa con lớn cười rất tươi, nói có thể có người giống tên họ đó. Tôi nói không có chuyện đó đâu. Con tôi đến bộ giáo dục đối chiếu thì quả là được đậu. Ngày hôm sau lại về trường, tất cả thủ tục xuất cảnh đều do con lớn lo giúp. Tôi nhất định phải đi, tôi là người ở ngoài duyên tốt lắm. Đến bộ ngoại giao lại phải điền hết tên, họ, tự, hiệu vào đơn thỉnh nguyện. Vì ở địa phương nhỏ, chữ lại nhiều, đứa con lớn viết bị sai. Đứng bên đó có một người tự động lấy một bì hồ sơ khác viết lại cho đúng. Viết xong không đợi tôi cảm ơn, để chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu cả. Đứa con lớn và Văn Nhàn, bạn của đứa con gái thứ, rất kinh ngạc.
Tất cả thủ tục đã làm xong, đợi lần kiểm chứng sau cùng khiến tôi rất khẩn trương. Lại khoản tiền 20 vạn đồng, còn tôi lúc ở Cao Hùng có quen biết một người bạn không thân lắm, mượn được 20 vạn đồng, còn gửi ở ngân hàng, cần gấp thì lấy về, kiểm chứng chưa xong. Con tôi bận công tác phải đi về, coi như 10 phần cũng nắm được hoàn mãn. Nghe nói, Đại sứ quán Mỹ Quốc khi phỏng vấn lựa chọn rất khó, giữ tiền nhiều thì nói là mình tham, không đủ thì không xong việc. Nhờ phước mà các câu phỏng vấn chỉ hỏi các câu mưa gió, không đủ phải lo. Đúng là tìm xương trong đậu hũ, tôi chỉ có nhất tâm cầu Địa Tạng Bồ Tát gia hộ thôi. Đến Đại sứ quán Mỹ Quốc dự phỏng vấn, có người đến từ 3 giờ sáng, đã xếp thành hàng dài, còn tôi 8 giờ mới đi. Ngày đó tôi tụng xong hai bộ kinh, Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, giống như cầu cứu. Đây là cửa ải sau cùng, đợi đến khi con tôi trở về, tôi mới an tâm. Con tôi nói, bây giờ trời đã tối rồi, người đông như nước. Có một người phía trước gọi tôi, cho con chỗ của anh ta đang xếp thứ 9, nếu không thì ngày mai mới được. Má có rất nhiều người không được, khóc quá trời. Tôi nói, tất nhiên phải khóc rồi, phí bao nhiêu tâm huyết, vượt được các bộ môn mà cuối cùng có một cửa không qua nổi, ai mà không đau khổ chứ. Buổi tối trước ngày lên đường, con tôi đến bái biệt Đạo An Thượng Nhân. Ngài tặng cho một tượng Phật Nhật Bản mà Ngài đã gia trì và ân cần dặn dò. Khi hoàn thành việc học, nhất định phải trở về nước, không được quên nhé. Tương lai chúng ta sẽ rực rỡ huy hoàng. Còn tôi cá tánh cứng cỏi, lần này tin Phật lại thêm tiến bộ, hoàn toàn nhờ vào sức thần giáo của Đạo An Thượng Nhân, khiến con tôi cảm động, sùng bái, chí tâm đảnh lễ, thật không hề đơn giản gì. Trường học ở Mỹ Quốc khai giảng vào ngày 26 tháng 8, vé máy bay tháng 8 của Trung Hoa đã phân phối hết. Con tôi được vé miễn phí, nhưng không có chỗ ngồi ưu tiên. Con tôi nhờ ba của một người bạn đăng ký chỗ, đến ngày 1 tháng 8 có chuyến bay Trung Nhật bay sang Mỹ. Tôi chưa báo cho người bạn nào, chỉ có thầy giáo của con tôi và con đầu lớn Văn Nhàn tiễn ra phi trường. Tôi không có chút cảm giác thế tục nào, chỉ cảm được ân đức của Phật, Bồ Tát. Tôi không có cách gì hình dung được, về sau lại không gặp. Có người ở bên tôi lẩm bẩm, gần đi Mỹ Quốc du học, khiến tôi có lúc phiền não, nghe hơn không nghe. Tuy nhiên, tạm thời có một đứa con mua đồ vật báo hiếu cho tôi. Thật ra, lòng tôi giống như buông được một tảng đá nặng. Từ nay về sau phải tinh tấn, và tinh tấn không được biến nhát, không được biến nhát. Đến Mỹ, con tôi báo về bình an, nhưng vì mới đến chưa tìm được phòng ở. Một học sinh Hoa Kiều mới lạ, được ở tạm 10 ngày tại trường, để tìm cho một phòng thuê ở gần trường học, lại gặp một đồng học cho thuê chỗ, mỗi tháng là 120 Mỹ Kim. Phòng đầy đủ các tiện nghi, có thể nói rất hoa lệ. Không đến một phần hai tháng để tìm được việc làm, hơi xa trường học, mỗi tháng trừ tiền thuê phòng và các chi tiêu khác, còn dư lại vài mươi đồng. Ở Đài Loan không dễ kiếm việc làm, ở Mỹ Quốc lại càng khó tìm hơn. Huống gì là một học sinh trong hoàn cảnh bỏ ngỏ này, đây há chẳng phải là nhờ ân đức của Địa Tạng Bồ Tát ư? Cảm ơn đến độ nước mắt chảy dài. Chuyển từ Trung Quốc Phật giáo quyển thứ 21, kỳ thứ 11, ngày 15 tháng 8 năm 1996. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha ha.